Chào mừng anh em đã quay lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ thanh lý cho anh em mã chủ yếu, đó là mã iPhone 7 bản và 2G quốc tế nhá. Hôm nay mình sẽ thanh lý cho anh em giá rẻ như bán buôn luôn. iPhone 7 bản 3G quốc tế. Mình vừa mới bóc tem kia ra nhá. Máy zin anh em nhá. Anh em nào quan tâm thì inbox Zalo 0368602222, mình sẽ chụp ảnh chi tiết máy cho anh em nhé. Anh em ưng thì anh em đặt hàng, không ưng thì thôi anh em nhé. Giá hôm nay mình sẽ ưu đãi cho anh em, đó là 4.250.000 anh em nhé. Giá này thì thực sự là chỉ có anh em thợ mới mua được thôi. Hôm nay mình thanh lý cho anh em. Anh em cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh và theo dõi mình nhé. Đó, 4.250.000. Anh em đã có thể sở hữu chiếc iPhone 7 bản quốc tế 32GB. Máy nguyên zin anh em nhé. Đây, tiếp theo là mình thanh lý cây này. iPhone 6S này, màu gray bản 32GB, kính có hơi trời trước một tí theo thời gian. Đó, máy zin mình bán với giá là 3 triệu. Có anh em nào ưng thì inbox Zalo cho mình nhá. Chứ số điện thoại nhiều khi nhiều anh em gọi quá thì mình cũng không nhiều anh em gọi quá thì mình cũng không thể check liên tục được hết. Máy bận thì anh em thông cảm. Đó, tiếp theo nữa là vẫn tiếp tục là Sony thì hôm nay mình có Sony Z5 với Sony X Performance và cả Sony XZ nhá. Vẫn giá vẫn như cũ thôi anh em. Loại này thì không thể kịch được nữa rồi. So với anh em nghĩ sao khi so với Z5 với 5S? Khi so Z5 với 5S thì anh em nghĩ sao nhỉ? Z5 thì 3GB bộ nhớ 32GB, màn to, thiết kế cũng đẹp. Còn 5S thì tùy anh em thích thiết kế nhỏ gọn để dùng làm máy phụ hay như thế nào thì đấy là tùy anh em. Còn so với mình thì mình thấy là Z5 đáng mua hơn đấy. Tại vì màn to này, pin khỏe này, nhiều cái anh em vẫn có thể chơi game bình thường. Nhưng mà 5S thì bây giờ anh em chơi game khó có thể chơi game được đấy. Nhưng mà Z5 thì anh em vẫn có thể chơi những cái game trung bình. Đó, nó hơi nóng một chút nhưng mà so với mức giá 1.250.000 thì anh em có thể chấp nhận được, đúng không? Còn anh em bỏ thêm 100.000 nữa nó lại khác rồi. Bỏ thêm 100.000 nữa nó lại đỡ nóng hơn rồi. Bỏ thêm 100.000 nữa anh em sẽ mua được Sony X Performance thì nó lại không nóng như Z5. Đó, 1.350.000. Chip của nó là chip Snapdragon 820 nên nó đỡ nóng hơn của con Z5. Đó. Hình thức thì nếu anh em muốn xem chi tiết, ví dụ anh em thích màu nào, màu đen, màu trắng hay màu vàng hay màu hồng thì inbox qua Zalo 0368602222, mình sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em. Anh em cảm thấy ưng thì anh em đặt hàng. Không ưng, anh em vẫn vui vẻ bình thường. Đó. XZ thì bên mình chỉ còn mỗi cái loại trước tầm độ 93-94% thôi, loại xấu rồi. Thanh lý cho anh em nhá. Anh em mua ủng hộ mình. Mọi chức năng full nhá. Sử dụng thì XZ này nó hơn hẳn với Z5 với cả X Performance rồi. Vẫn là 3GB bộ nhớ 32GB nhưng mà anh em dùng phát anh em biết liền, chụp ảnh các thứ anh em biết liền. Đó. Giá của nó là 1.580.000 đồng. Đó. Có anh em nào ưng thì inbox qua Zalo mình sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em nhé. Nếu mà mình bận quá thì sẽ có người gọi điện lại tư vấn cho anh em. Đó. Còn anh em nào mà muốn hàng rẻ thì mình có một vài cây
Sony X Performance loại xấu, xấu như ảnh anh em, này. Mình thanh lý với giá 1.050.000 nhá. Mọi chức năng ok, anh em dùng nếu mà không quan trọng hình thức hoặc là dùng ốp cái thứ gì ok, hoặc là anh em làm công việc ví dụ như shipper, grab cái thứ đi ngoài đường nhiều thì anh em cần gì quan trọng hình thức đâu, quan trọng là cái chất lượng và anh em sử dụng thôi. Đó, 1.050.000 anh em nhé. Thôi vào quay lại nhân vật chính, anh em nào ưng thì ưng 7G 32GB thì để lại hoặc inbox cho mình nhá. Thành thì giá kịch rồi, anh em không thể mua được ở đâu, mình cam kết là không thể mua được ở đâu với giá rẻ hơn như này nữa, tại vì mình bán như giá thợ rồi. Đó, 4.250.000 anh em nhé, cam kết nguyên zin cho anh em 4.250.000. Hình thức thì tùy từng cây, anh em ưng loại nào thì mình sẽ chụp ảnh gửi cho anh em. Thế nhá, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Anh em thấy hay thì hãy like, comment và đăng ký kênh giúp mình nhá. Xin chào tạm biệt anh em.